Chào cả nhà. Mời mọi người vào nghe livestream trực tiếp của tôi. Tôi sáng nay tôi có việc đi Hà Nội. Thế thì đi ra đường 5 vẫy xe để đi thì bị an ninh khống chế. Thế là hiện nay là tôi cũng chưa về đến nhà. Tôi ghé vào nhà bạn ngồi. Vì nhà bị hỏng mất wifi không live stream được. Nên vào đây ngồi nhờ live stream. Thế thì ngồi đây trong vòng chưa đến khoảng 15 phút. Thì an ninh cấp thành phố, an ninh cấp huyện và an ninh cấp xã lần lượt hành quân ô tô xe máy ra đây. Đây cả nhà nhìn nhé. Đây là cái đại lý bán hàng của bạn tôi. Đấy. Người thì vào mua kẹo, người thì vào mua thuốc lá, người thì vào mua kem. Thế tôi hỏi thế bây giờ còn ông nào, còn an ninh cấp nào nữa đứng vào đây điểm danh nốt xem con có muốn mua gì, cần gì. Thật sự là khó chịu. Bây giờ Việt Nam thì đang nợ công. Mà bây giờ ngân sách nhà nước thì là thuế của dân thì cứ trả cho cán bộ hàng đoàn nườm nượp ô tô xe máy. Đi theo tôi và giám sát tôi. Và bây giờ can thiệp vào những cái việc coi như là đời tư cá nhân của tôi. Thật sự là rất là bức xúc và bực mình. Tôi yêu cầu nhà nước này phải sa thải tất cả những cán bộ sống bất chính trên thuế của dân. Vâng Bình, chị gõ cho em chữ OK nhé. Vâng, tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam sa thải toàn bộ tất cả những an ninh coi như là sống bất chính trên thuế của dân. Không thể chấp nhận được những cái việc làm như thế này. Tôi không làm gì. Tôi là cũng trên quan điểm là xây dựng Việt Nam thành một xã hội dân chủ hóa. Không chống đối đảng, không chống phá nhà nước và không làm gì sai. Thế thì không có lý do gì mà bây giờ lại các cơ quan an ninh để huy động cả một lực lượng coi như là ban cấp. Dạ vâng, chào chị Chi Nguyễn. Giám sát vi phạm nhân quyền coi như là giám sát những cái việc làm của tôi như thế này không thể chấp nhận được. Tôi yêu cầu sa thải tất cả những cán bộ sống bất chính trên thuế của dân, sa thải tất cả coi như là con ông cháu cha, duy trì chế độ chính trị gia đình trị. Và bây giờ cứ kìm kẹp cái quyền tự do của người dân như tôi như thế này là rất là vô lý, không thể chấp nhận được. Tôi đi đâu tôi làm gì, đấy là việc của tôi, không ai có quyền xâm phạm. Và cái điều đó đã được quy định trong hiến pháp. Đây em để. Quá. Tháng có dân gì đấy nhỉ? À.
Vâng, hiện nay là tôi đang ngồi đây thì phía ngoài là rất là nhiều, rất là đông an ninh và đang bao vây quán. Thật sự là rất khó chịu. Đấy, tôi đưa tiếng nói này ra để cho toàn dân ở đây tỉnh ngộ và thức tỉnh để nhìn ra được cái bộ mặt của chế độ này. Duy trì chế độ chính trị gia đình trị và xâm phạm quyền tự do, quyền con người của tôi. Không thể chấp nhận được. Vâng, thế có bác nào muốn vào và livestream phản biện được cái vấn đề này không ạ? Anh Vinh lên nhá. Em mời anh Vinh nhá, được không? Vâng. Chào chị Nguyễn. Sao cứ bị ngắt mạng thế Dạ chị? Chị khỏe không? cảm ơn, khỏe chị. Vâng. Hôm nay chị ở nhà. Bây giờ ngày nào sáng cũng ở nhà. Vâng. Chị khỏe nha. Dạ vâng, cảm ơn chị. Em hôm nay là em có việc em đi Hà Nội. Em gặp bạn em. Thế nhưng mà cuối cùng là an ninh là khống chế và không cho em đi. Thật sự là rất là bực mình chị. Đấy. Thế và hiện nay là em ngồi ở đây là tất cả bên phía ngoài là an ninh là bao vây rất là đông. Lúc đầu là cấp huyện, thế sau cấp thành phố và rồi là cấp xã. Tất cả là bây giờ họ lên lúc vào đây họ vào họ ngồi mua thuốc, họ mua kẹo. Để họ ngồi, họ giám sát em. Đó. Rất là khó chịu. Này thì nó đã được quy định ở trong hiến pháp là cái quyền con người ở chương 2. Đấy. Tất cả những còm nào mà vào đây xúc phạm chửi tôi là tôi xóa hết nhá. Không liên quan đến các bạn nhé. Các bạn là theo chế độ cộng sản này, cái việc của các bạn và tôi cũng tôn trọng cái quyền của các bạn nhé. Còn các bạn không có quyền vào đây mà mạt sát để chửi tôi. Tôi là một người dân sống ở thể chế độc tài toàn trị của chế độ Đảng Cộng sản. Tôi sống bằng thuế của dân, tôi có quyền phản biện những cái việc làm bất công. Chuyển hóa xã hội, chuyển đổi xã hội bóc lột, xã hội dân chủ. Vâng, tôi thì quan điểm tôi là làm việc trên quan điểm là tôn trọng và không muốn gây khó khăn với bất cứ phiền hà với bất cứ cơ quan nào cả. Đấy, và tôi yêu cầu các vị là phải tôn trọng cái quyền tự do, quyền cá nhân của tôi. Tôi đi đâu làm gì đấy là việc của tôi không vi phạm pháp luật thì không có ai có quyền can thiệp vào. Tại sao không mời được anh Vinh nhỉ? Phê duyệt không được anh Vinh ạ. Không hiểu tại sao lại không được nhỉ? Vâng.
Hiện nay như báo Đảng đưa tin là nợ công Việt Nam đã được công khai là tính trên đầu người là chia đều bình quân là 35 triệu trên một đầu người. Vâng, đấy là một cái thành công mà đấu tranh của những người vì một Việt Nam dân chủ hóa như chúng tôi. Mà cái nợ công đấy đã được công khai minh bạch. Thế thì cái vấn đề nợ công thì nó liên quan đến những cán bộ sống bất chính trên thuế của dân và đặc biệt là an ninh. Bây giờ không làm gì. Cứ đi theo tôi và giám sát tôi như thế này rất là vô lý. Thế mà bây giờ cái đồng lương hệ số nhà nước trả thì không thể sống nổi 30 ngày trên một tháng. Mà bây giờ không hiểu tại sao mà an ninh từ quân đến tướng là toàn ô tô bốn bánh thôi. Sống rất là đại gia, rất rất là vương giả. Thế thì bây giờ mà quan chức, công chức, viên chức, đảng viên mà càng giàu thì người dân càng nghèo và nó sẽ dẫn đến coi như là phân lập chính trị và cai trị bóc lột trong xã hội. Thế mà nói lại cái vấn đề nợ công thì liên quan đến những cán bộ sống bất chính trên thuế của dân thì người dân không có trách nhiệm phải trả nợ công khi mà ngân sách quốc gia là thuế của dân, đảng, quốc hội, chính phủ không công khai minh bạch với dân, không biết là thuế của dân sử dụng vào việc gì, tại sao lại thiếu, mà thiếu đến mức độ phải đi vay nợ công. Thế và nợ công vay về làm gì người dân không được biết. Nhưng mà bây giờ lại chia bổ đầu ra coi như là theo cái điều 51 của Hiến pháp 2013 là định hướng kinh tế là bắt người dân phải trừ nợ công qua hệ thống thuế phí. Đấy là một cái việc làm rất là bất nhân, không thể chấp nhận được. Đấy. Thế cho nên là chúng tôi phản đối sa thải tất cả những cán bộ sống bất chính trên thuế của dân, nhất là hệ thống an ninh, là hệ thống coi như là bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng và bảo thủ điều 4 hiến pháp, chứ không phải là bảo vệ người dân. Cơ quan pháp luật không đại diện bảo vệ nhân quyền cho người dân. Thế thì chúng tôi không có trách nhiệm, người dân Việt Nam không có trách nhiệm phải trả 35 triệu tiền nợ công trên một đầu người như hiện nay. Vâng, tôi nhắc lại một lần nữa là tất cả những comment vào livestream của tôi chửi xúc phạm mạt sát tôi là tôi sẽ xóa hết. Tôi nhắc lại một lần nữa, các bạn theo chế độ cộng sản đấy là quyền của các bạn, còn tôi không theo đấy là quyền của tôi. Các bạn phải tôn trọng sự khác biệt. Còn hiện nay con số 35 triệu tiền nợ công là con số đấy là con số không bao giờ là thật. Bất cứ một số liệu còn nào của chế độ cộng sản đưa ra về tài chính, về kế toán, về con số thống kê là không bao giờ có thật. Đấy, tôi khẳng định với các vị là như thế. Thế cho nên cho dù là thật hay không thật thì bây giờ trước mắt chúng ta cứ nhìn thấy con số nợ công là 35 triệu mà nhà nước này đã công khai. Mà bây giờ bắt dân phải trả là không thể chấp nhận được. Vâng, tôi yêu cầu là sa thải tất cả những cán bộ sống bất chính trên thuế của dân để nó giảm cái mức nợ công và để người dân, để xã hội Việt Nam không còn cái tình trạng nghèo và tái nghèo như hiện nay nữa. Bây giờ đảng vay về thì đảng có trách nhiệm trả. Dân không được biết, dân không liên quan, dân không làm gì thì dân không có trách nhiệm phải trả nợ công.
Vâng, lát nữa livestream xong rồi tôi sẽ xóa tất cả những còm mà không liên quan đến coi như là xã hội anh em dân chủ. Không hiểu vì lý do gì mà không thể thêm được. Không thêm được người vào tương tác. Rất muốn mời anh Vinh vào mà không hiểu tại sao lại không mời được. Vâng, bạn Anna Phạm, không ai có quyền đuổi tôi ra khỏi đất nước tôi sinh ra cả. Không ai có quyền coi như là tước quốc tịch của tôi cả. Tôi sinh ra ở đất nước Việt Nam và tôi đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ hóa. Không ai có quyền tước tôi cái quyền làm người của tôi. Còn các bạn theo chế độ cộng sản thì tôi tôn trọng cái việc của các bạn. Và chúng tôi cũng không xâm phạm gì đến coi như là đời sống riêng tư về nhân quyền của các bạn cả. Và chúng tôi chỉ phản đối về những cái việc làm coi như là bất công, bóc lột cai trị của chế độ cộng sản hiện nay. Chúng tôi muốn hình thành lên một đảng và nhiều đảng đối lập ở một chế độ gọi là ngũ quyền phân lập, gồm các cơ quan quốc hội, chính phủ, tư pháp, truyền thông và cộng đồng. Đấy. Thế mà khi mà quốc hội làm trọng tài cho các đảng đối lập thì truyền thông và cộng đồng sẽ giám sát. Khi mà đảng cộng sản đối lập với đảng dân chủ của chúng tôi mà không đảm bảo nhân quyền thì đương nhiên là đảng cộng sản là một là phải thay đổi để dân chủ hóa theo sự phát triển của xã hội, hoặc hai là buộc sẽ phải tự đào thải. Đấy, đấy là phương châm đấu tranh của những người mà đấu tranh vì một Việt Nam dân chủ hóa như tôi, như chúng tôi. Nói cho nên là các bạn không có quyền vào và xúc phạm, mạt sát tôi. Nếu các bạn hiểu về luật, hiểu về hiến pháp thì các bạn vào tôi sẵn sàng tôi tương tác với các bạn. Còn các bạn không hiểu thì xin mời các bạn ra khỏi livestream của tôi. Vâng, thế thì livestream ngày hôm nay tôi nhấn mạnh vào vấn đề nợ công. Không thể coi như là nuôi và dung túng tất cả cán bộ con ông cháu cha coi như là nhiễu nhương xã hội như thế này được. Cứ nhông nhông ô tô xe máy thằng đoàn coi như là đi theo tôi như thế này. Không thể chấp nhận được. Tôi làm đúng sống thật. Và tôi làm đúng trách nhiệm một cán bộ nhà nước sống bằng thuế của dân. Tôi không làm gì sai, không vi hiến. Thế thì không ai có quyền coi như là xâm phạm cái quyền tự do cá nhân của tôi cả. Và tôi thực hiện theo đúng điều 8 của Hiến pháp 2013. Là một cán bộ nhà nước là thực hiện theo hiến pháp pháp luật và lắng nghe tất cả những cái quyền phản biện của người dân, tôn trọng người dân và nói không với lại quan liêu tham nhũng bóc lột.
Vâng, có lẽ là bị an ninh mạng chặn hệ thống, coi như là thêm người. Thế cho nên là không mời được ai cả. Mời anh Tấn từ nãy giờ mà không được. Mời anh Vinh cũng không được. Dòng máu lạc hồng, chị không mời được ai em ạ. Nó chặn hết rồi, không mời được ai. Không mời được ai cả, không hiểu tại sao. Anh em thông cảm nhé, anh Tấn thông cảm nhé. Những anh em muốn vào nhưng mà em không hiểu tại sao không thể mời được. Vâng, mùng 2 đến mùng 4 tháng 9 thì tôi biết là khả năng là toàn dân sẽ xuống đường biểu tình. Thế thì người dân hãy mạnh mẽ đứng thẳng làm người, phản đối những an ninh cán bộ sống bất chính trên thuế của dân. Không thể vì một người bất đồng chính kiến như tôi mà nhà nước này huy động cả một hệ thống 3 cấp an ninh, từ cấp xã, cấp huyện đến cấp thành phố. Và bây giờ đi theo dõi giám sát tôi, ngăn chặn những cái việc làm chân chính của tôi như thế này là không thể chấp nhận được. Vâng, tôi rất mong cộng đồng chia sẻ rộng cái livestream này để chuẩn bị biểu tình mùng 2 tháng 9 này. Còn tôi thì không biết là Hải Phòng có biểu tình hay không. Có thì tôi cũng xuống đường cùng anh em, còn không có thì thôi. Còn tôi không gây khó khăn với ai, không chống đối, không chống phá bất cứ cơ quan an ninh nào cả. Bởi vì quan điểm tôi là làm việc phải đàng hoàng và được sự tôn trọng của xã hội, của người dân, của các cơ quan. Còn mình không việc gì làm gì phải luồn cúi, phải chui rúc, phải mình phải hạ mình để mình làm được những cái việc mà đấu tranh tự do cho Việt Nam. Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả các bạn theo chế độ cộng sản, hiểu về hiến pháp, hiểu về luật thì vào tương tác với tôi. Tôi sẵn sàng nói chuyện với các bạn. Còn đừng vào đây chứ văng tục chửi bậy để chửi tôi. Tôi sẽ xóa hết tất cả comment. Anh em dân chủ nhé, chúng ta không nên mất công chửi lại những cái những người ở chế độ cộng sản làm gì cả. Tôi sẽ xóa hết, không không mất công chửi làm gì cả. Mình chửi nhau không giải quyết được vấn đề gì đâu. Bây giờ tất cả anh em hãy chia sẻ cái live stream này và phản đối những cái việc làm bất chính của các cơ quan an ninh, cơ quan công an, là bây giờ sống bất chính trên thuế của dân, và chính các vị là người coi như là làm gia tăng nợ công của Việt Nam hiện nay, và cuối cùng là người dân là người phải đứng ra để trả nợ công thông qua điều 51 hiến pháp, là việc làm không thể chấp nhận được. Không mời được ai cả, thôi anh em thông cảm nhé. Thôi cảm ơn tất cả mọi người đã vào nghe livestream của tôi.